Rồi, tầng thứ hai thì anh em ăn bánh nha, với uống sữa nha. Chú từ tầng đầu tiên vô số nhiều hết hết sữa nha. Tăng giờ lên bò bô lại. Còn phía sau này bình dinh máy 6 nha mọi người. Máy 6 đi nước chạy cực kỳ nhanh luôn. Chú từ với bình dinh là máy 6 còn gẫm với bạn Quyết ở máy 4 đi lết phía sau không. Hy vọng tăng thứ hai này máy 6 đi, chờ máy 4 đi cho nó đều đi ạ. Bây giờ ăn bánh khô rồi. Đưa đi chậm chậm bớt trong một đạo rồi, còn có nhiều nhanh. Chạy vé bao nhiêu hộ, dinh hộ mừng hộ lốn bấy nhiêu đó. Hồi nữa nhai thứ đi, nghe lét một hộ. Hai, chào mọi người, tiếp tục săn bắt tầng thứ hai tại khu vực đường xe. Tầng đầu tiên thì nước cực kỳ chảy luôn, hy vọng tầng thứ hai này cũng êm nước lại để anh em kiếm nhiều bội thu hơn. Bây giờ thì chuẩn bị vô đồ về tiếp tục săn bắt tại khu vực đường xe nha. Đêm nay là đêm thứ 14 của anh em rồi, hy vọng càng nhiều hải sản thì anh em nhanh về hơn. Rồi tiếp tục tầng thứ hai của đêm thứ 14 mà anh em này tại khu vực đường xe nha. May mắn nhiều hải sâm thì anh em nhiều bội thu hơn. Rồi là tiếp tục săn bắt tại khu vực đường xe. Anh em cũng vừa mới ăn bánh xong về tiếp tục tăng thứ hai. Nước chỗ này cũng cạn thôi. Tăng đầu tiên thì nước cực kỳ chảy luôn. Nếu mọi người không hiểu thì bấm về video tăng đầu tiên tại khu vực đường xe này. Một đêm anh em sẽ lặn bè tăng nha. Tăng nhiều hải sản thì gẫm sẽ quay được bè cá video. Nếu mà không nhiều hải sản thì chỉ được hai cá video thôi. Chứ nước thì không sắp xếp được điều gì. Gặp con gì thì bắt con đó thôi mọi người. Đây vừa mới xuống tới thì gẫm thấy một con ốc này. Ốc này còn gọi là ốc bàn tay. Ốc bàn tay tại khu vực này anh em bán 20.000 một con. Nhưng mà phải nuôi sống nha. Đây, vừa nhảy xuống lại được con hải sâm ga đầu tiên. Tăng đầu tiên của anh em cũng nhiều hải sâm. Nhưng mà nước chảy quá thì anh em bắt ít hơn. Hình như có một con ốc rồi. Đúng là một con ốc nha. Dưới dạng san hô thì nó ẩn nấp rất là khó thấy luôn. Con này to nè mọi người. Ốc này gọi là ốc bu. Ốc bu anh em bán khoảng 35.000 một con. Tăng này thì nước đỡ chảy hơn một tí rồi. Đây gẫm đang có kiếm chỗ này xem. Wow, có một con ốc phía xe nữa nè. Mén các vợt lại nha. Chỗ này thì mén các vợt lại. Gẫm đi tới chưa có được. Đây con ốc bù rất là xe luôn. Hình như con này đang có đi săn mồi. Được con này nữa là hai con ốc bù rồi mọi người. Được 70 ke. Wow, có một con ốc bàn tay phía dưới này. Mọi người thấy không? Nó lặn ngửa lên. Thì dây lè cái con ốc mượn hồn nó để giữ con ốc bàn tay này rồi. Khi mà con ốc mượn hồn nó muốn thay vỏ, nó sẽ kiếm những con ốc bàn tay có ruột này nha. Để mà cướp cái ngôi nhà của nó mọi người. Có một con cá đỏ mép này. Nó đang có ngủ. Cá đỏ mép tại khu vực đường xe cũng có nhiều nha. Nhưng mà cái gáy thì anh em không có thấy. Khu vực đường xe thì anh em chưa siêu được con cá gáy nào. Chỗ này gẫm được một con hải sâm ga thứ hai. Chỗ này hải sâm ga khá là to luôn nè. Hải sâm ga ăn cũng ngon lắm mọi người. Với lại thương lái rất là ưa chuộng để mua những con hải sâm ga.
có một con cái nấp nhím, nó đang có nấp chỗ này này. Nấp nhím á, nẹt của nấp nhím ăn ngon và khô lắm mọi người, nhưng mà nó cực kỳ nhiều gai luôn. Mọi người mua những con cái nấp thường anh em sẽ lộ dê dê bén riêng nha. Phía xe là đèn của bán em á, đèn có đi kế bên luôn. Thêm con hải sâm gai chỗ này nữa này, con này nữa là được ba con hải sâm gai rồi. Những con to như thế này anh em sẽ đếm được một con, không sợ nhỏ nha. Nếu nhỏ thì thương lái sẽ bù ba vào hai hoặc là hai vào một nha mọi người. Wow, con thứ tư luôn này, toàn là những con ăn được tiền con này. Cứ được con to này là 80k rồi, không sợ phải bù nha. Đèn của anh em phía xe á, phẩm thì đi bìa nhất phía ngoài nên cũng nặng dây. Chỗ hòn trố này á, gẫm phát hiện ra con gì bên trong hang cũng chưa thấy được mọi người. Vừa mới thấy chỗ này nhưng mà dòm vào thì không có thấy. Gẫm đang kiếm lên bên trên này xem nó có chạy lên phía trên này không. Đã thấy rồi nè. Phía này nha mọi người, là một con cá bò hòm. Và con cá bò hòm này cũng to nha. Nó núp rất là kỹ về bên trong hang. Cá bò hòm này anh em sẽ bắt tay, đa số là bắt tay. Nhưng mà con này thì ở trong hang sau, gẫm đang có lùa nó ra ngoài. Đi xuyên chĩa thì cũng con được con không. Không tàn viện hết được mọi người. Không được hết 100% đâu. Có khi gặp 7 con thì chạy hết 2 con, chỉ được 5 con thôi. Thì xuyên thủ con như thế này thì không sợ hết ké nha mọi người. Gẫm chỉ qua những con nào mà xuyên về gặp thôi, chứ không gặp thì cũng không có xuyên. Đây được rồi nè mọi người. Con này khó nên gẫm cũng xuyên để mà bắt nó ra. Đây thêm con hải sâm nữa nè. Có lẽ may mắn luôn, con này là 6 con hải sâm. Chỗ này cũng khá là nhiều san hô, gẫm đang có kiếm nha. Thường những san hô này sẽ có hải sâm. Cũng không biết có con gì chỗ này không. Wow, mới nói nè, thêm con hải sâm này. Con hải sâm thứ 7 nha mọi người. Toàn là những con ăn tiền không. Cái xe ké cũng rất là nhiều, nhưng mà khu vực rừng xe anh em xuyên sẽ xuyên những con được tiền nha. Wow, may mắn không mọi người. Gẫm đi tới chỗ này thì phát hiện ra hai con bù này. Hai con này nữa thì gẫm cũng kiếm được 4 con bù rồi. Đây, con bù thì nó rất là nặng vợt nha. Anh em nhờ cái can chứa cái hơi vào cho nó kéo cái vợt lên. Không biết còn con hải sản gì chỗ này không. Gẫm đang có kiếm thêm. Chỗ này gẫm cũng kiếm hơn 100.000 rồi. Hy vọng sẽ gặp thêm nha. Wow, có một con ké dưới hòn đá này. Wow, một con trình dừa mọi người. Gẫm xuyên trúng rồi. Những con cái trình rất là nguy hiểm nha. Cái hàm răng nó thì sắc nhọn lắm, nên xuyên phải cẩn thận một tí. Gẫm chỉ nhắm về cái đầu thôi. Rồi con trúng cái đầu rồi. Thêm con hải sâm nữa nè mọi người. Con hải sâm thứ 8. Được 8 con hải sâm rồi. Wow, một con tôm tích nha. Mọi người thấy con tôm tích nó rút cái đầu lên không? Cái tầng đầu tiên chú Tư gặp được hai con tôm tích, gẫm cũng bắt phụ chú Tư rồi.
con này nhỏ gẫm không có bắt, nhưng mà dưới lên xem nó có to không, cái đầu của nó nên cũng khó phân biệt được. Cẩm dùng con hải sâm gai này để mà nhớ nó này. Có lẽ nó sợ hải sâm rồi mọi người, vừa nảy được một cái thôi. Có lẽ món ưa chuộng của nó không phải là hải sâm, nếu là món ké thì nó để nảy thêm lần hai rồi. Nhưng mà con này nhỏ cẩm cũng không có bắt nha. Wow, thêm con hải sâm thứ 9 này. Đây là những con to phải không mọi người? Chỗ này có một con sò ta tượng nha. Sò ta tượng này thì anh em cũng không có bắt. Con này cũng nhỏ thôi, vừa mới lớn. Thêm con ốc bu nữa nè. Cái gò này cũng khá là nhiều ốc bu. Cái ruột ốc bu ăn cũng ngon về da nha. Cái đầu phía trước ăn giòn lắm, nhưng mà cái đuôi phía sau thì ăn dẻo về da. Nó sẽ phân ra hai cục nha mọi người. Wow, gẫm phát hiện ra một con cái bò dép này. Rất là may mắn luôn. Cái bò dép thì được tiền ngủ ở con hang sau này. Gẫm đèn quắt đèn máy anh em lại phụ nha. Cái xe không biết đèn của ai. Gẫm đèn có quắt đèn lại này. Thì dây lè chú Tư mọi người. Chú Tư đi gần bên của gẫm á. Ai đi gần bên thì gẫm sẽ quắt đèn nhanh hơn. Bây giờ chú Tư sẽ phụ gẫm bắt con cái bờ dép này ra. Vì những con cái to nó mạnh lắm mọi người. Phải hai người nha. À, chú Tư đang có thời cơ để mà nắm cái đuôi của nó á. Chủ yếu là bắt cầm cái đuôi kéo ra. Cái miệng của cái bò dép mềm lỡ như để cái ngón tay vào thì còn 9 ngón nha mọi người. Răng nó cực kỳ bén luôn. Phải cẩn thận cái hàm răng của nó. Rồi chú Tư cũng cầm được cái đuôi kéo ra rồi nè. Wow, rất là mạnh nha. Con này tầm khoảng 2,5 kg đó mọi người. 2,5 kg thì cũng kiếm được 700-800 nghìn rồi. Quá là may mắn luôn. Rồi được một con cái bò dép được tiền. Chú Tư cũng phụ gẫm luôn nè mọi người. Chú Tư thì đi gần bên đó. Rồi đi kiếm hải sản khác để bắt thôi. Hình như phía xe có mái đèn của anh em nha. Gẫm đèn có đi lại này. Đây có con hải sâm gai chỗ này. Quá là may mắn luôn. Thêm con hải sâm thứ 9 rồi. Mọi người thấy đèn phía xe của anh em không? Đây gẫm đèn có đi lại này. Hình như là bắt con gì chỗ này. Không biết là ai nè mọi người. Thường những con được tiền với lại khó bắt, anh em sẽ quắt đèn mà anh em đi lại để mà phụ cho nhanh. Chứ không quắt đèn một mình cano sẽ kéo đi. Đông người này cano sẽ đứng lại nha. Wow, gẫm thấy rồi, con hang đá. Con hang đá thì một con cái bò dép. Thì dây là bình sinh với lại chú Tư nữa mọi người. Thấy không, còn cái bò dép con hang. Cái bò dép anh em thường bắt á, nó sẽ có hai loại nha. Cái bò dép đen và cái bò dép đỏ, còn gọi là đen hầu và đỏ hầu á. Bình Dinh thì lùa phía này, còn chú Tư thì cầm cái đuôi phía kia. Có lẽ chú Tư cầm cái đuôi dây được rồi. Cứ có chú Tư là mà chuyện sẽ xong xuôi này. Một con cái bò dép đen hầu. Con này của Bình Dinh cũng to nha, tầm khoảng 2 kg này. Tăng giờ cũng khá là may mắn cho anh em rồi. Được hai con cái bò dép.
Đây mọi người thấy không, có một con ốc bù chỗ này nữa nè. Đây con ốc bù này. Con này thì có lẽ hơi nhỏ rồi, hơi nhỏ một tí nha. Hình như có con kéo bò hòm trong hang. Đúng rồi mọi người, con kéo bò hòm. Hang này cũng sâu gẫm, phải lùa nó ra ngoài. Qua xiên luôn này. Có lẽ dễ xiên á mọi người. Nãy giờ thì gặp kéo bò hòm tàn ở trong hang sâu nên khó bắt tay nha. Dưới đá này cũng có một con ké. Thì đây là kéo bò ngầm san hô, còn gọi là kéo bò luộc này. Cái này thì luộc ra ăn khô lắm, với lại cái gan nó cực kỳ to nha. Cái gan của cái bò luộc này ăn béo về ngon lắm mọi người. Chủ yếu là ăn cái gan của con cá này nè, chứ cái nẹt nó thì ăn cũng bình thường. Lúc này thì Gẫm đang có đi một mình lẻ loi. Cúp cá đèn lại nha. Gẫm đang có cúp đèn pin lại, xem mấy anh em phe đèn bắt hải sản nè. Đèn phía xe là chú Tư, với lại bạn Trinh phía xe nha. Khi mà không có đèn pin á, dưới đại dương nó sẽ tối thui như thế này. Những con cá to mà khi không có ánh đèn nó sẽ chạy gần lại hơn nha. Khi mà anh em bật ánh đèn lên thì những con cá to nó sẽ chạy khá là xe phía lên. Như những con cá nhồn đó mọi người, anh em có thể gặp con cá nhồn 20 mấy 30 kg, nhưng mà nó sẽ chạy tầm xe của ánh đèn anh em phe lại nha mọi người. Khi mà anh em phe tới hàng nào thì nó sẽ né ra khỏi ánh đèn hàng đó. Rồi cũng có ánh đèn lại rồi. Gặp thấy một con cái mú nha. Cái mú quẹ đèn này nó khôn lắm. Nếu mà nó quay cái đầu ra thì có thể xuyên được nha mọi người. Nó quay cái đầu vô như thế này có nghĩa là nó để vào con hàng rồi. Ẩm đang có kiếm xem phim này, có thấy không? Có lẽ hòn trố này to lắm, không thấy được con cá mú nữa rồi. Không biết nó chui hướng nào nha. Ẩm đang kiếm khắp hòn trố này luôn, kiếm xung quanh cái hòn trố này luôn. Đây đèn chú Tư nè, Gẫm đang có giỡn chú Tư một tí nha. Thì chú Tư thèm đi phía trước á. Chích đít của chú Tư nè. Wow. Dưới nước mà anh em giỡn như thế này á, hồn vía bay lên mặt nước luôn. Chắc tiếc nhưng mà dưới nước anh em không nói được nha. Nếu mà nói được thì vui hơn. Đêm thì anh em có thể giỡn được. Khi mà không có hải sản gì anh em sẽ cúp đèn lại để mà hù rẻ mấy anh em nha. Chỗ này hình như Gẫm phát hiện ra con gì. Thì ra là con tôm này mọi người. Tôm hùm, còn gọi là tôm dép, gọi là tôm vỗ. Quê của Gẫm gọi là tôm vỗ nha, ít khi gọi là tôm dép lắm. Đây có một con ốc bè này, nó đang có lũi két hay sao này, núp trong hang đá này. Thường những con ốc bè nó sẽ bò ra ngoài. Wow, con này to nha. Khi bắt thì Gẫm sẽ lật lên như thế này. Những con tốt thì của xứ nó sẽ trắng và đẹp, còn những con xấu thì lật lên như thế nó tím đen thui luôn, không đẹp nha mọi người. Thêm con sò ta tượng nữa này. Ẩm sẽ bắt lên cho mọi người xem. Và nhưng không được rồi, nó níu về hòn đá to. Thường những con ta tượng cá như thế này nó sẽ rời ra, nhưng mà con này thì dính về hòn đá rồi. Đây con hào hương này. Hào hương tại khu vực đường xe rất là to nha, nhưng mà lạ này thì nó không có ngủ vào những hòn cố to, nó chỉ núp bên ngoài như thế này đây. Qua khu vực rừng xe anh em cũng không bắt về bán,
thèm thì anh em sẽ bắt ăn. Không biết chỗ này có hạ sâm không, gẫm đang có kiếm hoặc là con cá gì không này. Wow, may mắn chưa phát hiện ra một con ốc đuôi con nha mọi người, thấy không, lần hang đá này ốc đuôi con ngoài quê của gẫm còn gọi là ốc cụ hoặc là ốc hoàng hậu nha mọi người, anh em thường xuyên gọi là ốc cụ này, một cái tên rất là hay luôn. Ốc này khi mà thổi được họ sẽ lấy cái ruột ăn về phơi cái vỏ nha, cái vỏ chơi rất là đẹp. Phía sau thì mọi người chọn một đổ ra về thổi á, và nó kêu cực kỳ to luôn, vì vậy anh em gọi là ốc ù đó mọi người. Nó kêu tựa như cái kèn vậy mọi người, những con kèn to thì nó phát ra những tiếng kêu to hơn. Qua dưới hang đá này có rất là nhiều cá luôn mọi người, thấy không, đây là con cá bò nha, cá bò lưng gù. Cá bò cũng có rất là nhiều loại luôn nè. Những con cá bò lưng gù này thì phía sau đuôi những cái đeo rất là bén nha mọi người. Cái này thì gẫm xiên lên để làm trẻ nha, chứ chưa đủ chuyến thì anh em không có xiên về bán. Con này to gẫm xiên lên để làm trẻ cá nha mọi người, nhưng mà phải cẩn thận một tí vì ở phía sau đuôi của nó cực kỳ bén á. Gẫm để xiên trúng nó rồi, nó chạy về phía ngoài này. Cái bò gù này ăn ít ngon á, chủ yếu là làm trẻ thôi mọi người. Cái này nó cứng, với lại cái dê nó thì ăn cũng có được nha, dê nó là dê cát á. Con to này xiên khó lắm, chủ yếu là một phát chí mạng, nếu không được thì nó sẽ chạy đi rất là nhanh. Nhưng mà cũng sợ nha, cái bò này thì anh em sợ lắm này, sợ phía sau đuôi của nó nè mọi người, thấy không, anh em cũng bị những con cái bò này chém về trong rồi. Khi mà nó chém về chỗ nào thì phải may hết vài chục mũi nha mọi người, nó đứt vào sâu lắm, rất là nguy hiểm khi lặn dưới đại dương á mọi người. Đây là con cái bò lưng gù, lên lưng nó sẽ gù lên. Đây là chú tư này. Qua wow, con hải sâm nó đang có chui ve nha mọi người, thấy không, bỏ trong cái vợt này mà hải sâm nó vẫn chui ve được nè. Tí nữa là mắc con hải sâm này, bắt không có hải sâm mà còn mắc hết 80 kè nữa nè. Đi một tí nữa thì nó sẽ bò về rớt ve. Đèn của anh em phía xe này, không biết bắt con gì chỗ này. Có lẽ tới giờ lên rồi, anh em đang có tập trung lại đó mọi người. Hải sản cũng ít nha, cũng không có nhiều hải sản. May mắn là anh em được hai con cái bò dép á, nếu mà không có được những con cái bò dép thì anh em cũng ít lắm. Đây ra đế để vải xuống rồi nè, nước canh giờ cũng êm lại một tí. Tăng đầu tiên thì cực kỳ chảy luôn, anh em đi không có nổi luôn. Đại bệnh dinh đang có đu lên, bệnh dinh cũng là thuyền trưởng của cano con hai này, vì vậy khi mình nhảy xuống nước anh em sẽ đi theo hướng bệnh dinh nha. Bệnh dinh đi hướng nào thì anh em sẽ đi hướng đó. Nếu mà tăng không có bệnh dinh đó, bệnh dinh sẽ chỉ có hướng cho anh em đi theo. Còn có bệnh dinh lặn thì anh em sẽ đi theo hướng của bệnh dinh, vì bệnh dinh biết những cái gò này về máy móc để quen thuộc hết rồi, nên hướng đi rất là dễ đi nha. Và wow, cá hơi rất là mạnh luôn nè, lên càng mặt nước thì hơi nó càng mạnh nha, hơi mạnh thì nó sẽ xóa nhanh như thế này, hơi yếu thì nó sẽ lập bập lâm tâm. Bây giờ thì lên xem thành quả thôi mọi người,
Ôi, tăng giờ anh em cũng mới lên này. Nước chảy thưa thớt lắm, đập té luôn mọi người. Được ăn ít con hải sâm gai. Chú từ chí nữa mắc hơn một con. Hải sâm gai. Tôm này gọi là tôm vỗ nha, gọi là tôm dép này, tôm này to lắm. Bộ nào chú Tư? Có con tôm ơ hộp đó, ơ vật đó mẹ. Có con ủ nữa mẹ. Đây, tăng giờ được hai con kéo vào dép nha. Vào dép đỏ hầu nè mọi người. Bò dép đỏ hồ thì nó đỏ nha, cái miệng nó màu đỏ. Vậy để có phân dài lên. Nhiệm vụ của anh vậy là phân dài trong mắt anh em vừa mới lên đó. Đây có cái nón màu đỏ rất là đẹp mọi người. Đây con ké hoa cui nha. Cái này cái dao phía sau cực kỳ bén luôn. Cái đuôi phía sau anh em cực kỳ sợ nha. Khi mà nó chạy á, ké này nó chạy mạnh lắm. Rồi hải sản cũng như vậy thôi mọi người. Tăng nào nhiều thì anh em bội thu hơn tí. Tăng nào ít thì tập tẻ như thế này. Vài về con ké. Rồi ăn vội miếng bánh anh em nhảy với lại miếng cơm thì anh em tiếp tục nha. Nhưng mà tăng giờ thì anh em được nghỉ ngơi rồi. Đây cái này cái bò lé này. Bò lé luộc về trắng lắm. Cái này cái chơi cảnh nha. Con nhỏ mới chơi, con to này thì cho nó sẽ ớt ăn. Cái huỳnh đế nha. Cái nó hòm này. Cái bò hòm của anh Bảy món khoái khẩu nha. Đây là cái bò dắp xanh nha. Cái này anh em không có nuôi đâu. Nuôi nó ít sống á. Nên xiên lên để mà của bánh tráng. Bánh tráng ở miền Bắc gọi là bánh đè nha mọi người. Ở ngoài Bắc bánh tráng gọi là bánh đè. Ở miền Nam ở Phú Quý của Tám thì gọi là bánh tráng. Cuốn bánh tráng đó mọi người. Đây thêm con bò hòm nữa này. Rồi được hai con mực lé. Xong xuôi. Rồi video cũng kết thúc tại đây. Cảm ơn mọi người đã xem video. Nếu mọi người thấy hay thì hãy cho một like và một đăng ký kênh. Bây giờ thì anh em sẽ nghỉ ngơi để tiếp tục những tăng sau. Cảm ơn mọi người đã xem video. Bye bye.